Bây giờ anh em có một bộ mic khá là ngon, phù hợp với túi tiền của tất cả anh em khách hàng. Đó chính là JBL UNX9900, một dòng mic không dây hỗ trợ cho phòng hát tân đỉnh các bác và em chuyên nghiệp và tính chất lượng âm thanh ổn định hơn. Và đây là màn hình thước hộp của JBL UNX9900 cho anh em, với thiết kế hộp khá là lạ mắt luôn, vừa đẹp vừa sang, và anh em có thể mang đi tặng người thân bạn bè, hoặc là chúng ta đi du lịch chúng ta có thể mang theo bộ mic này để chúng ta sử dụng và trải nghiệm. Bây giờ em cùng các bác sẽ xem về phần hình thức của mẫu sản phẩm JBL UNX9900 nhé. Với thiết kế nhỏ nhỏ xinh xinh thôi nhưng mà đảm bảo cho bác và anh em chơi phòng hát gia đình rất là mượt mà. Và hơn nữa thì anh em có thể ghép vào loa kéo để sử dụng cho thuê loa kéo với dòng JBL UNX9900 khá là hợp lý cho anh em. Thiết kế đẹp và hiển thị hai mặt màn hình cho hai cổng mic cho anh em đúng không ạ? Có chế độ set lại tần số và hàng chuẩn nhập khẩu loại 1 bên em. Tên model sẽ là JBL UNX9900, sử dụng hai sâu anten ở mặt sau để bắt sóng xa gần trong khoảng 50m quay đầu. Em thấy là bắt sóng trong tầm 50m quay đầu với những bộ mic không dây là chắc chắn là rất là chất lượng rồi. Còn về phần tai mic thì sao? Đây cho bác anh em xem về phần tai mic của em JBL UNX9900 nhé. Với thiết kế màu đen luôn cho anh em. Và tay mic rất là dài, đảm bảo cho anh em đụng cầm lắm thoải mái, rất chắc tay nhá. Rất là thon gọn, và em thấy là dòng mic này cũng đảm bảo cho các bác và anh em về cái mặt thiết kế giao diện đẹp mắt và rất là sang trọng đúng không ạ? Bây giờ em sẽ cùng các bác trải nghiệm dòng JBL UNX9900, liệu để xem với mức giá hợp lý thì dòng mic này có tạo lên một cái tiếng chất lượng này ấn tượng cho các bác và em chơi phòng hoa tân đình hay không nhá. Vậy thưa các anh em, chúng ta đã được trải nghiệm qua với tiếng chất âm thanh của bộ sản phẩm JBL UNX9900. Mẫu mic không dây trong tầm giá ở dưới 1 triệu đồng, anh em có thể thấy sao về tiếng chất âm thanh này? Và chắc chắn rồi, đây sẽ là một mẫu trang thiết bị âm thanh rất hiệu quả cho anh em vừa có phòng hát gia đình chuyên nghiệp với việc sử dụng mic không dây, và hơn nữa tiếng chất lượng âm thanh nó cũng rất là hiệu quả, đem lại cảm giác hát tiếng hát nhẹ hơn, bay bổng hơn và rất là khỏe vì đúng không ạ? Nhận ngay mức giá tốt nhất từ bộ sản phẩm JBL UNX9900 tại cửa hàng em các bác nhá.